cửa hàng nông cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể anh em nha. Hôm nay em xin test cho anh em xem một con máy cưa xích dòng cưa nhỏ xài gia đình và cắt củi cắt cành anh em nha. Giá siêu rẻ anh em, 1.600.000 cái này nha. Đó, 1.600.000 là kèm đầy đủ phụ kiện anh em rồi nhá. Tất cả đều kèm phụ kiện anh em rồi. Đó, con này là dòng Komatsu Genoa của Nhật anh em nhá. Con này là G300. Đó, G300T. Đó, dòng cưa mini, con này rất là nhẹ anh em, tầm 3 kg thôi. Đó, anh em nào cắt củi, cắt cành, cắt nhánh trên cây anh em. Anh em xách cái cây này đi là đeo rất là nhẹ nhàng. Đó, tha hồ cho anh em nào đeo lên cành cây cắt cành nha anh em nhé. Đó, những em nào mà sử dụng chuyên cắt trên cành cây là thường là lựa những cây máy rất là nhẹ nhẹ nhàng đó để anh em cắt nhánh. Đó, thì anh em lựa chọn những cây máy nào rất là phù hợp anh em nhé. Đó, lam con này là sử dụng được lam 35, xài được 30. Con này xài xích chuột em nhé. Đó, xích nhỏ. Đó, trước khi ấy làm sẽ mài xích cho anh em đầy đủ về chỉ việc sử dụng thôi nha. Đó, con này là nòng của nó là 35 ly. Đó, hãng Komatsu rất là nổi tiếng của Nhật anh em nhé. Đó, xin nguyên một cây này là em nhập bằng bãi về là còn nguyên một cây này của Nhật hết luôn em nhá. Em chỉ rửa sạch bên ngoài thôi, còn bên trong là chưa có thay thế bất cứ đồ gì hết. Mà cam kết anh em zin từ AZ nha. Anh em sử dụng anh em cứ việc về pha nhất tốt là được. Còn đâu em bảo hành cho anh em từ AZ hết. Anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 050399 để phản ánh tình trạng máy và bảo hành máy anh em nhá. Đó, bảo hành sẽ bảo hành tại cửa hàng, anh em gửi hàng và em sẽ bảo hành miễn phí cho anh em hết nha. Đó, sửa chữa bảo dưỡng anh em từ AZ hết nha. Đó, bên em là chuyên phân phối tất cả các dòng máy Nhật bãi. Đó, như con này ấy thì nó sẽ là 30cc. Đó, rất là gọn nhẹ thôi. Con này là chuyên cắt cành cái nhánh nha. Còn anh em nào mà sử dụng cắt cây lớn ấy, thì anh em vui lòng lựa cây máy khác nha. Đó, bên em có rất là nhiều các dòng máy. Đó, từ máy to máy nhỏ thì bên em có rất là nhiều anh em nhá. Đó, đấy cũng sạc rồi. Có máy to máy nhỏ thì có rất là nhiều. Anh em cần mặt hàng thì em có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 050399 nhá. Đó, em sẽ lên em xả. Em sẽ lên em xả hết một cái hàng máy nhỏ này cho anh em để anh em sử dụng nha. Giá siêu rẻ thì từ 1.500.000, còn nói chung là dưới 2 triệu trở về anh em nhá. Đó, anh em có thể mua lựa một cái máy mà hàng Nhật chất lượng. Cam kết anh em là rẻ hơn máy tàu, xài chất lượng hơn máy tàu. Đó, bao zin, bao ngon hơn máy tàu anh em nhá. Máy tàu thì nó bên em cũng có bán cả máy tàu nhưng mà bên em ít khi em bán trên online nha anh em nhé. Em chỉ bán lẻ tại cửa hàng thôi nha. Đó, dành nói chung là phục vụ cho những anh em nào mà thích có nhu cầu sử dụng máy mới. Đó, như một cây máy tàu thì nó sẽ giá sẽ rất là nó tầm khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi dao động từ đó. Đấy là những hàng chất lượng anh em nhé. Đó, em so sánh luôn với nhà chất lượng luôn nhá. Còn mấy cái hàng mà nó rẻ bèo thì nói chung là không thể so sánh được với những cái dòng máy này rồi anh em. Này phải so sánh những cái dòng máy đắt tiền hơn như tầm 2.500.000. Đó, nhưng mà nó độ bền lợi xăng của nó thì nó sẽ không thể so sánh được những cái con này được. Máy tàu anh em xài 2 năm đảm bảo anh em là không nhận ra cái máy nữa. Nó banh chành, nó nhựa nó sẽ xuống cấp rất là nhanh. Còn những con máy Nhật này anh em sử dụng 2 3 năm đó nó vẫn còn tình trạng là nguyên zin. Đồ đạc của nó là không có bị xuống. Nhựa của nó rất là bền nha anh em. Đó, đấy là dòng máy Nhật. Đó, anh em nào mà cần mua những cái máy chất lượng này, anh em lựa những cái máy Nhật này, đảm bảo anh em là ngon luôn. Đó, giá rẻ và xài chất lượng bền. Hầu như là không phải thay đồ đâu anh em. Những cái máy này là hầu như là không bao giờ nó phải thay đồ mấy. Đó, những anh em nào mà sử dụng lâu ngày anh em chỉ vệ sinh lại thôi. Đó, chỉ vệ sinh lại thôi, chúc bộ chế hoặc là vệ sinh lại máy thôi nhá, không phải thay cái đồ gì của nó cả. Đó, trừ những cái lam xích này sử dụng lâu mòn thì anh em thay thôi, còn nguyên cái bộ máy của nó thì nó rất là bền, không phải thay đồ nha, nó không có hư, hầu như là nó chỉ có bụi bẩn vào thôi nhá. Cái bộ chế nó anh em sử dụng lâu ngày cái xăng của mình nó bẩn ấy, nó sẽ hút lên bộ chế, nó tắc bộ chế, anh em vệ sinh lại là nó sẽ được nha anh em, chứ không bao giờ phải thay cái gì hết. Máy Nhật thì không bao giờ phải thay anh em nhé. Đó, nên rất là nhiều anh em mua máy của Hoàng và thắc mắc là bảo sao cái máy nó bị hư này phải thay đồ, chỉ vệ sinh lại thôi. Anh em chỉ cần vệ sinh bảo dưỡng lại thôi là xài bình thường lại, không phải thay gì. Từ bên Nhật về hàng bao nhiêu năm, để trong kho bao nhiêu năm về, em chỉ vệ sinh lại là máy hoạt động bình thường, không phải thay bất cứ bộ phận gì đâu anh em nhé.
đó đây anh em đừng có tốn tiền bỏ thay đồ này nọ, chỉ có máy tàu nó anh em xài nó banh chành, nó hư nó gãy thì anh em phải thay thôi nhá. Còn máy Nhật anh em hầu như không phải thay, chỉ vệ sinh là thôi, trừ những cái nào nó bị gãy gãy bể thì không làm được nữa thì mới thay thôi nhá anh em. Còn cái đơn giản thì anh em chỉ vệ sinh là thôi, không phải thay tốn tiền anh em. Vệ sinh lại chỉ tốn ít tiền công, hoặc là anh em có thể vệ sinh tại nhà nhá, gọi qua em hướng dẫn anh em vệ sinh tại nhà luôn nhá. Đó, bây giờ em sẽ test nổ con này anh em nhá, giá 1.600.000 đó. Test nổ anh em xem giá siêu rẻ kèm đầy phụ kiện anh em. Gia đình thôi anh em xài ít, anh em cắt cây nhỏ, anh em lựa những cây máy này rất là tiện lợi gọn nhẹ anh em, nó rẻ hơn máy cơ điện, mà anh em xài máy cơ điện đồ nó không khỏe một dòng này, nó rất là phức tạp dây điện đồ này nó gọn thì em xách đi đâu được nha. Đó, tất cả các máy thì đều bơm xăng đóng e anh em, xăng pha nhiết đổ đây, nhiết thải đổ đây, đóng e rồi dập nổ thôi, rất là đơn giản. Em phải gọi qua video em hướng dẫn anh em cụ thể nha, anh em không biết cái gì em cứ gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại này đó, hoặc là anh em nào có Zalo anh em gọi video cho em luôn, em sẽ hướng dẫn anh em sử dụng luôn nhé, rất là tiện lợi luôn nha. Mình không biết thì mình cứ hỏi qua bên em sẽ hướng dẫn anh em đó. Anh em cứ gọi điện thoại trực tiếp qua Zalo hoặc là gọi điện thoại số điện thoại này, gặp bên em sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng và hướng dẫn anh em cách sửa chữa luôn nhé. Đó, cái nào mà đơn giản thì em có thể hướng dẫn em sửa tại nhà, còn nếu mà nặng anh em có thể gửi trực tiếp vào cửa hàng em sẽ bảo dưỡng vệ sinh lại cho anh em rồi em ship ra anh em nha. Đó, rất đơn giản thôi. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Hoài Bãi nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh anh em bật thông báo đăng ký kênh đó để nhận video mới nhất bên em nha. Đó, mỗi lần em lên video là anh em sẽ có thể nhận thông báo luôn. Đó, anh em vào xem để lựa những cây máy đầu tiên nha anh em. Anh em lựa những cây máy đẹp. Đó, bởi vì những cái máy bãi này em nó không có sẵn hàng. Đó nên phải xem từng cây một để anh em lựa chọn nó dễ nhá. Đó, em lên video là anh em vào lựa luôn. Đó, bởi vì mấy hàng này bán rất là nhanh. Đó, bởi vì nó số lượng không có nhiều, có một vài cây à. Đó, anh em chốt hàng này anh em chốt nhanh là còn nhá. Đó, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá. Bye bye anh em.